Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay thì khối không khí lạnh di chuyển lệch ra phía biển, đỡ gió đông ngả dần sang hướng đông nên sự phát trào nhiệt cũng giảm đi. Đến trưa chiều có nắng làm cho nhiệt độ cao nhất trong mức từ 24 đến 26 độ. Về chiều và đêm muộn, nền nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ ở vùng núi và trung du trong khoảng từ 10 đến 12 độ. Trong khi đó, khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 13 đến 14 độ. Cảm giác rét buốt giảm dần nhưng hiện tượng sương mù sẽ gia tăng. Dự báo từ ngày mai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống khiến cho Bắc Bộ trời rét. Lui xuống miền Trung, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển lệch đông xuống phía Nam sẽ khiến cho mưa ở miền Trung có xu hướng gia tăng trở lại. Khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Quảng Ngãi đã có mưa rải rác nhẹ. Sau đó, vùng mưa lại mở rộng ra ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Hà Tĩnh. Về nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi chỉ dao động trong khoảng từ 16 đến 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 20 đến 29 độ. Dự báo từ ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Lui xuống thời tiết phía Nam, trong ngày hôm nay trời có nắng gián đoạn, ít mưa. Nhiệt độ trưa chiều với mức nhiệt cao nhất dao động từ 24 đến 27 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Về chiều tối và đêm muộn sang đến sáng sớm ngày mai trời rét ở khu vực Tây Nguyên với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng từ 15 đến 17 độ. Còn sẽ lạnh tại khu vực Nam Bộ với nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay sang đến ngày mai, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây của khu vực Trường Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Từ gần sáng ngày mai, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực phía Nam của Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến hết năm 2021 có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Như theo mô hình dự báo sớm thì khoảng đầu tuần sau trên khu vực vùng biển phía Đông của Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tiếp theo, sau đó khoảng tầm từ ngày 16 tháng 12, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Bộ diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.